everyone, welcome to Jenny Lực Family Ohio. Mình chào các bạn nha. Các bạn thấy là mình đang quay cảnh gì không? Đó là cái trận tuyết đầu mùa của thành phố chỗ mình ở đây. Thì mùa đông ở nước Mỹ thì chỗ nào cũng giống nhau, nhưng mà có những chỗ thì tuyết nó rơi sớm hơn và những chỗ thì tuyết rơi nó trễ hơn. Thì mình sẽ quay lại cái cảnh tuyết rơi cho các bạn xem ha. Nó đẹp nhưng mà nó lạnh. Đây, các bạn theo dõi mình nha. Đây là nó chỉ mới rơi có tí thôi á. Chắc khoảng nửa tiếng nữa là nó sẽ đóng lên một lớp dày. Và bạn nào chưa từng thấy tuyết rơi như thế nào thì hãy nhìn cái clip này của mình nha. Đó. Lúc mà nó đang rơi thì nhìn rất là đẹp luôn. Đây là cảnh mặt hồ mà mình hay đi bộ vòng vòng ở trong cái khu này. Bây giờ mùa đông nữa nó đã đóng băng lên cái trên cái mặt nước luôn rồi nè. Xung quanh là chỉ có nước đá thôi. Hiện giờ là thời tiết bên ngoài là có khi là âm 5 độ rồi. The lake. Look at the lake. It's frozen. Yes. I think we can ice skate. Yeah. Yes. Khắp nơi một màu trắng xóa như một biển tuyết. Mấy con vịt bây giờ nó đang đi ở trên băng, đi trên mặt hồ luôn, không cần bơi nữa. Đó. Đóng băng lại hết rồi. Quá trời không? Trời hiện giờ đang âm 5 độ C mà mấy con vịt nó vẫn chịu nổi à. Mấy con vịt trời này nó bay dữ lắm. À, nó bay lại quá chừng nha kìa. Không, lạnh lắm, nhìn cây cối kìa, hoang tàn ghê chưa. Mấy cái cây này nó cũng đang ngủ đông á. Nhìn nó trụi lũi lá vậy á, chứ mà nó tới mùa ấm lên là bắt đầu nó đâm tược non này xum xuê liền à, giống như là thức dậy. À, tuyết lạnh chứ mấy đứa nhỏ nó thích lắm, nó thích dọc tuyết này. Giống như ở Việt Nam mà mấy bé thích dọc sình vậy đó. Hồ đóng băng à. Đó. Nguyên cái hồ bây giờ thành biển tuyết à. Ice skating up. Hello.
Đây là những chiến binh chuẩn bị ra quân. Sí. Ra đây con. Đó. Sau một đêm và tuyết nhiều như thế đó. Snowball fight. Mấy em nhỏ mê lắm tại vì trời tuyết thì người lớn thì thấy lạnh nhưng mà mấy em nhỏ là rất là mê ra dọc tuyết. Nhìn cả khu vực trắng xóa như là một biển tuyết màu trắng này. Đây, những cái cây mà nó đóng tuyết như thế này đây. Nhìn rất là đẹp ha. Biết à. Hello. Bảo con Ro nó the boy giống anh hai để làm cái snowman đi con. I don't know how to make it. Okay, first you just make a ball, a tiny ball, then roll it. Hello. Snowing. Mình mới làm snowman xong. Nó đẹp không các bạn? Cảm ơn các bạn coi video này. Yes, snowman có đẹp không? Like đi, subscribe cái video này. Bye. Biển tuyết nhìn đâu không thấy tuyết. Đây là phía sau, phía sân sau nhà mình đi. Yeah. Rồi, mình sẽ kết thúc video của mình hôm nay ở đây. Và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Coi cái mùa đông ở đây nó như thế nào. Bye bye các bạn.